Vâng, em xin chào quý vị. Em tiếp tục test cái bộ dàn Panasonic B147 này lên cho những anh khách nào đang hỏi xem con này có chạy hay không nhá. Thì những cái con này thì em cũng nói rồi, thì hàng nó về là nó vẫn chạy ok, mới test mới đưa lên đây. Thế thì bây giờ em sẽ test cho quý vị nhá. Này, em sẽ test chức năng cắm điện thoại. Này, như em đã nói từ đầu đấy, em bán là em bao chức năng điện thoại, phát nhạc máy tính thôi. Và phát nhạc từ điện thoại từ máy tính thôi, ba tức là ba công suất thôi, còn đâu là cái chức năng CD này MD là nó có, mà cả cassette là có, thì các anh về các anh tự test xem như nào nhé. Ok nhá. Đấy, mà thôi đi, ở đây mà có cái đĩa tiếng Nhật này, đĩa đĩa tiếng Nhật này. Cái dòng đĩa nói chung đĩa Nhật thì chắc nó là đĩa xịn đấy, thì em sẽ thử xem mà nó chạy không nhá. Dùng đĩa xịn này. Đấy, đĩa có mã vạch cái này thì đĩa xịn là chắc rồi. Đấy, mã vạch này, mã vạch thì này có cả CD này. Đấy, chuẩn đĩa xịn luôn. Thử xem có chạy không nhá. Đây, em cũng nói luôn em test thêm cho quý vị. Đấy, chứ em không không bao chạy cái chức năng này nhá. Hy vọng nó sẽ chạy. Ồ. Đây đây. À đây, nó có đọc đây. Ấn CD này. Có chạy luôn quý vị ạ. Đấy, ok nhá, khó chạy đấy. Thì là anh nào về xem có cái đĩa CD nào đấy thì nghịch thử xem nhá. Ok này, bây giờ em sẽ test được cái chức năng chính của nó là chức năng AUX. Thì đây đường AUX của nó ở trên đây nhá. Này, mình cắm dây điện thoại vào đây, cái dây 3.5 ra 3.5 này, một đầu cắm ở đây, một đầu cắm vào điện thoại của mình này. Đấy, sau đó mình chuyển cổng vào đây, chuyển AUX. Đấy, quý vị nhìn nha, ở đây nó sẽ có một cái điểm khá là hay ở so với các một số con khác không có. Đây là có chức năng nâng tiếng, tức là mình ấn nút AUX và giữ ở đây. Đấy, quý vị thấy không? Đấy, nó có chức năng hai, nó có một cái chế độ là hai và rồi nó nâng tiếng lên. Đấy, nếu để đây, nó sẽ có chữ Norman ở đây, vừa Norman nha, quý vị thấy không? Tức là nó sẽ giới hạn đầu vào ở cái chức năng ở cái phần Norman lại. Ở chức năng thông chức năng Norman là bình thường. Norman nếu như mà dịch mình search Google dịch ấy thì nó ra là bình thường. Còn hai là cao đấy, thì mình ấn và giữ nút này. Đấy, nó chuyển sang chế độ 2 và chế độ đấy, đường vào cao, to, lớn. Đấy thì cũng nhìn đâu, nó sẽ ra âm thanh như này. Đây nhá. Loa thì nó hơi sờn một tí ở gần đây nhưng mà nó vẫn rất tốt này. Tiếng vẫn ra rất tốt này. Đấy, còn mình cứ dùng nó đây, là con zin của đây thì mình cứ dùng thôi. Đến khi nào mà nó không dùng được nữa thì mình thay sau nhá. Còn bây giờ con zin nó cứ dùng thôi. Nó bé bé đây này thôi, kích thước của nó khoảng đôi này, bốn này,
Đấy, khoảng tầm 45 cm, nếu như mà để sát như này nhá, chiều sâu nó khoảng tầm đôi này, đấy, khoảng 30 cm này, và chiều cao nó khoảng tầm 20 cm này. Đấy, thì nó sẽ dùng cho các phòng ngủ diện tích nhỏ, hoặc là để trên bàn làm việc để mình nghe thay loa vi tính là ok nhá. Đấy, còn nếu như mà nghe phòng to thì em cũng xin nói luôn là có người thì bảo được, có người bảo không được nhá. Bởi vì là có người thích nghe to thì nó sẽ không được, còn nếu như ai nghe nhỏ nhẹ như này ở trong các phòng đấy thôi thì vẫn được đấy. Thế như em, phòng của em đây nhá, quý vị có thể thấy là cái cửa hàng của em đây là nó rộng đấy. Nếu như tính cả hai gian, cửa gian bên trong khi em đang làm kho kìa, nó đang thông ở sang thì quý vị nhìn thấy không? Đấy thì nó là khoảng 100 m. Đấy, đấy thì là nó sẽ rất là lớn, nhưng mà em nghe ở đây nó vẫn khá ok. Vì mình cũng chỉ nghe, ngồi nghe trước mặt mình nghe thôi, chứ mình cũng có ấy đâu, đúng không? Quê nghèo nước mặn đồng chua, làm sao giữ chân mô phường. Xin mời mọi người nghe trước lòng của nó nhé. Con trẻ nhớ cha, tiếng cười tắt liền ngoài sân. Cố chờ người đông anh vui, quên thuở cơ hàng. Bỏ mặc người thương, bỏ con sông quê bên lỡ bờ. Bỏ nhau quên lời nguyện ước, quên con thơ tay ấm tay bông, quên mẹ già từng đêm ngóng trông. Có đau quặn lòng khi nghe tiếng âu ơ, có đau quặn lòng khi nghe tiếng âu ơ. Đấy, nói chung là bé như này thôi mà nghe nhạc rất là ổn ở trong cái tầm giá của nó. Để đấy là với quan điểm của em, với cái tay nghe của em thì em thấy là nó ổn. Thì còn với các anh thì nó sẽ như thế nào thì là các anh ấy nhá, thì là các anh tự cảm nhận và các anh thấy ok, thấy hợp lý với cả cái nhu cầu của mình. Cảm thấy là ok với cái tầm tiền này thì tôi mua được con này, thì chúng ta liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0979891682 và 0966594581 đặt hàng nhé. Vâng, em xin chào quý vị.